Chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu một chút vì là cái phần đầu khai giảng thì thầy thường giới thiệu tổng quan về cái nội dung học, học tập, cách thức chúng ta làm việc. Cố gắng để chúng ta lựa chọn chúng ta làm việc theo một cái lộ trình thời gian cụ thể như thế, tối thiểu. Mục tiêu chúng ta đặt ra rồi thì cố gắng hoàn thiện, đúng không ạ? Thầy giới thiệu qua một chút về cái phần học đầu tiên. Nội dung thì chia sẻ trong thư mục đấy, chúng ta cũng có đầy đủ ít nhất là 3 phần chính. Đó là slide, là lab guide, book thì chúng ta đọc thêm, nó có khoảng 11 chương. Mấy cái chương cuối nói về geolocation, về local storage, cái xử lý trên front end. Và sau này bạn xây dựng trên nền tảng web thì nó đều dùng đấy. Backend mà chúng ta dùng Net hay Java hay PHP đều dùng đến các khái niệm đó, đúng không ạ? Ok. Đâu, còn bạn Cường này không thấy đâu. Rồi, chúng ta làm việc với cái slide đầu tiên cơ bản về HTML5. Công cụ chúng ta sử dụng thì như thầy chọn demo ở đây. Thêm thầy gửi cho các bạn. Các bạn tạo cho thầy một cái thư mục ở trong cái góc học tập nào đấy. Ví dụ như là thầy tạo ở đây là tên lớp mình là dev 2310 là m trừ fe, ta đang để là 24 này. Đấy, chúng ta tạo một thư mục này sẽ lưu trữ khoảng 12 đến 13 buổi học, đúng không nhỉ? Chúng ta mở cái editor của chúng ta lên trước, thì hay chọn bằng commandline cmd này, bạn gõ code cách chấm, chúng ta mở cái Visual Studio, nó đúng cái chỗ mình đang làm luôn. Nó có nhiều cách chúng ta thao tác. Đấy. Và thầy đang dùng ở đây là Visual Studio Code trên cái thư mục của mình. Bài đầu tiên thầy đặt nó là Lesson 01. Nó có khoảng 12 cái lesson, đúng không ạ? Tạo một cái ví dụ đầu tiên đi, ex01 hoặc là index1 đi, .html chúng ta test thử xem nó chạy chưa, đúng không nhỉ? Cái Visual Code thường cài đặt ra thì nó có sẵn cái MS là cái cấu trúc của một trang HTML, chúng ta chọn là .than enter, đúng không ạ? Làm một cái tiêu đề welcome to HTML5 in dev master đi cho nó máu. Đấy. Chúng ta tạo một cái thẻ H1 đầu tiên ở đây với cái nội dung H1 thì đi cùng với nó là giống như cái tiêu đề. Đấy. Ok. Mở cái thầy vừa hướng dẫn mở cái Visual Studio Code. Còn này Đức Cường có ok chưa? Đấy. Chúng ta test thử một cái ví dụ đầu tiên xem nó chạy chưa trên môi trường của mình. Bạn nào chưa cài Visual Code thì đào về cài nhanh thôi. Và chúng ta chạy thử bằng cái công cụ đơn giản đầu tiên, Ctrl P mũi tên Show Live Server Preview, để chúng ta xem cái nội dung ở ngay trên cái cửa sổ bên cạnh thể là như vậy. Máy của thầy lại hơi bị đời đấy. Show Live Server Preview, hoặc là chúng ta chạy trên default browser hoặc là open web có không các bạn? Của em, của các bạn có chưa? Đấy, một vài cái extension chúng ta thường dùng này, bạn chọn vào cái
extension này. Cái thứ nhất chúng ta dùng ở đây, thầy vừa dùng đó là cái review đi. À, lib server chứ nhỉ? Lib server. Đấy. Bạn gõ chữ lib và cài đặt cái lib server là một, cái lib review là hai. Tôi đang dùng cái này là lib. Chọn cái nào nó có nhiều cái cài đặt đấy. Đây đúng không? Lib server này. Để chúng ta mở open lib ở trên browser. Cái thứ hai là lib html preview. Thôi đã. Ngắt cái thằng này nó chạy bằng cái gì nhỉ? Thằng bên cạnh là thầy chạy cái này này, là thầy nhớ là cài lib html preview. Nó chuyển sang cái gì à? Đây à. Thế chuyển sang cái này. Lib server preview. Cái này đúng không? Đúng không? Lib server preview thì nó những cái bài đơn giản thì chúng ta chạy ngay ở trên cái flip panel này. Chúng ta chạy thử cái môi trường của mình xem. Đúng không? Cái này thì thực ra là chúng ta chỉ test ở trên cái những cái bài đơn giản thôi. Còn sau này thực ra những bạn làm panel thì thường bao giờ cũng hai ba cái màn hình. Ví dụ như đây là màn hình code, còn đây là màn hình thể hiện review. Đúng không nhỉ? Giống như thầy làm, thầy ngồi làm việc thì đối diện với hai màn hình hai bên, cộng màn hình này là màn hình thứ ba, đúng không nhỉ? Vì thông thường này thì ví dụ như thầy viết tài liệu chẳng hạn thì phải có tài liệu tham khảo, đúng không nhỉ? Thì nó ở một màn hình, một tài liệu viết và tài liệu code, code thì một màn hình để thể hiện cái kết quả. Cơ bản là thế thôi. Đấy, đấy, bạn nào vào nhìn cái phòng ngồi của thầy bây giờ cũng hai màn hình to đùng hai bên. Và làm front end thì bây giờ cũng thế, kiểu gì cũng bạn nên dùng hai màn hình, đúng không? Trên này thầy vẫn có mấy cái màn hình backup, những bạn lên thực hành là vẫn dùng hai màn hình thực tập ban ngày chẳng hạn, thì làm như thế nhìn nó dễ hơn. Còn như thầy demo thì thầy chỉ chọn cái này, nó những cái bài đơn giản như thế này chúng ta nhìn như thế này thì được, những bài phức tạp thì chúng ta phải dùng các màn hình khác. Được chưa? Chạy một cái ví dụ đầu tiên nhé. Thế là ngon rồi. Các mã nguồn này thì thầy sẽ để ở trên link git và thầy gửi lại cho các bạn những bài demo hoặc là những ví dụ nào đó mà rảnh rảnh thầy hay hay ngồi không ngủ được thầy code bài lên đấy thì các bạn tham khảo. Được chưa? À, mã nguồn. Còn ai chưa chạy được không? Những buổi đầu tiên chúng ta cứ túc tắc chạy tốt đa, giống như bạn mới mua cái xe máy về hay cái ô tô về cho nó chạy tốt đa, ngày hôm sau cái là phóng đi phượt được ngay, đúng không? Đó. Ok, chúng ta bắt đầu với cái bài đầu tiên, giới thiệu về web, một số các thẻ cơ bản. Những cái thẻ nội dung mà thầy liệt kê ở trên slide này thì bạn sẽ hình dung rằng là nó xuất hiện ở đâu đó trên một cái ứng dụng website, trên sản phẩm website. Đó. Lại quay lại một khái niệm nữa, có một số bạn thắc mắc bây giờ thầy còn dạy lập trình web, bạn thấy hơi buồn nhỉ? Bây giờ cái môi trường chúng ta chạy trên internet không phải là web chạy gì cái gì chạy, đúng thế không? Web 2, web 3 đúng không? Muốn làm web 3 thì nó phải có nền tảng web 2 chứ. Đấy. À, chúng ta giới thiệu về cấu trúc của trang. Chúng ta có các cái thẻ tiêu, các vùng header, các thẻ tiêu đề, các thẻ xác định dữ liệu, siêu dữ liệu cho văn bản, hoặc là những cái nội dung sau này chúng ta xây dựng các ứng dụng và chuẩn SEO, quảng cáo, chúng ta đưa các keyword, các relation, đúng không nhỉ? À, chúng ta có kết nhúng ở cái phần hit này với các cái nội dung liên kết ngoài như CSS, như là JavaScript, các thư viện ngoài. Nội dung được đặt trong cái trang web, ở trong thẻ body. Trong đó chúng ta xác định các cái đoạn văn, các cái thẻ khối, các cái thẻ ngữ cảnh, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân ở trong một cái nội dung tài liệu. Chúng ta có các cái phần tiêu đề cho một cái nội dung tài liệu nào đấy. Cả một trang chúng ta thường dùng là thẻ tiêu đề H1. Còn các cái vùng nội dung nhỏ hơn thì chúng ta có những cái vùng tiêu đề riêng dành cho H2, H3, H4. Đúng không nhỉ?
Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như bạn có một cái trang như thế này, trang chủ đi, thì cái phần nội dung này bạn tìm ra cái thẻ tiêu đề H1 là hơi ít, nhưng ít nhất chúng ta nhìn thấy rằng là đây là cái phần banner. Chúng ta có thể dùng cái này làm tiêu đề H1. Các vùng nội dung nhỏ hơn như sản phẩm nổi bật về chúng tôi, tại sao nên chọn, hay tin tức, thì những phần này ta lại dành cho H2. Hay một cái tiêu chuẩn nữa chúng ta nói đến H2, H1 thì nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần trên một web page. Còn các cái thẻ tiêu đề khác thì có thể xuất hiện nhiều lần. Thì đấy là cái tiêu chuẩn được đánh số, được tính điểm ở trong các tiêu chuẩn SEO. Đúng không ạ? Hay các vùng nhỏ hơn thì chúng ta sẽ để cái thẻ tiêu đề nhỏ hơn. Nhưng trên một trang chủ mà bạn được thể hiện đầy đủ các thẻ tiêu đề từ H1 đến H6 thì điểm chất lượng trang ta được đánh giá cao hơn. Đấy. Đã nói về cái thẻ tiêu đề. Nói vậy có nghĩa rằng rất nhiều bạn làm được những cái sản phẩm rất là tốt rồi, nhưng mà nếu nói chuẩn SEO chúng ta lại phải quan tâm đến các tiêu chuẩn của nó. Được chưa? Chúng ta có các cái thẻ chỉ số trên, chỉ số dưới dành cho các công thức khoa học hay là toán học. Thể hiện nội dung bằng hình ảnh, chúng ta có thể image. Một phần là thẻ xác định cho một phần tử, fill set, những cái thẻ này ít dùng hơn trong với cái CS3 và HTML5 hiện nay. Các cái kiểu chữ lớn như big hay là kiểu đánh mấy, TT hay kiểu chữ nhỏ small, đây là những cái điểm nhấn trong nội dung của văn bản là chủ yếu. Đúng không ạ? Hay là chúng ta thấy rằng là những phần liên quan đến nội dung code chẳng hạn, chúng ta có thể dùng đến cái thẻ code, những cái đoạn mã lệnh. Giống như chúng ta mở cái ChatGPT thể hiện mã lệnh thì nó có màu sắc khác, hay là chữ nó khác đi, khác biệt đi. Đúng không nhỉ? Một số các cái thẻ khác chúng ta sử dụng. Các cái cụm từ viết tắt thì thường đặt ở trong cái thẻ ABBR. Đây cũng là những cái thẻ mới của HTML5 dành cho các cái bài báo chẳng hạn, chúng ta có những cụm từ viết tắt hoặc là những cụm từ giải thích. Đấy, các cái thẻ chúng ta tạo ra siêu liên kết như là thẻ A. Bạn nhìn thấy là trên một website nó có các liên kết trong, liên kết ngoài, liên kết các cái điểm trong cùng một trang, thì những cái thứ đó đều dùng liên quan đến là thẻ siêu liên kết. Với cái thẻ được định nghĩa là A, thẻ định nghĩa văn bản như gạch ngang, như chữ cơ đen. Chúng ta nhìn thấy các cái sàn thương mại người ta thường trình bày giá cũ giá mới. Giá cũ thì có thể có cái gạch đi, tôi không bán ra đấy nữa, tôi bán giá mới, nhưng nó có cái điểm nhấn để người ta so sánh, đúng không ạ? Và nhiều bạn thì dùng CSS để chúng ta định nghĩa, nhưng mặc định là trong HTML5 nó đã có thẻ sử dụng. Vậy thì ví dụ như sau này bạn tìm kiếm trên các ứng dụng, các cái công cụ engine mà tìm kiếm đến theo giá cũ giá mới hay so sánh giá, thì thường các cái từ khóa nó phải đặt trọng tâm đến, và các cái thẻ được định nghĩa nó phải đánh index thì nó nhanh hơn. Đấy, tiêu chuẩn nó là như vậy. Chứ còn bạn viết gì thì nó cũng hiển thị theo cách của bạn thôi. Nhưng nếu mà xây dựng các cái sàn thương mại liên quan đến quảng cáo thì cộng với cái tiền chúng ta bỏ ra thì đi cùng với nó là điểm chất lượng của ứng dụng nữa. Đó, điểm chất lượng là liên quan đến cái cấu trúc nội dung mà bạn thiết kế trên web. Đúng chưa nhỉ? Và cái tối ưu hóa cái tốc độ. Đúng chưa? Một vài các thẻ khác như thẻ trích dẫn, blocker hay là kích thước màu sắc phông chữ, bay fan, thẻ căn giữa nội dung, thẻ này thì trong HTML5 có vẻ ít dùng đi. Các thẻ danh sách không có thứ tự hay là có thứ tự, những cái này chúng ta cũng được dùng nhiều ở trong các ứng dụng web. Các thẻ đề mục thì có thể ít hơn, nhưng chúng ta nhìn thấy là trong hầu hết các cái ứng dụng web hiện nay, như cái menu chẳng hạn, nó là một cái danh sách, thì thông thường người ta thể hiện nó ở trong một cái cấu trúc thẻ HTML nào đó, và ở đây ta dùng là ULLI. Và bạn thường nhìn thấy trên các cái nav bar, các hyperlink, các liên kết thì nó tạo ra danh sách, đúng không nhỉ? Ta thể hiện ở trong các cái thẻ này. Bắt đầu với cái thành phần này, ta chú ý đến một vài khái niệm cơ bản để bạn nhìn qua. Có những bạn thi các chứng chỉ quốc tế nhưng mà vẫn quên những cái từ viết tắt đơn thuần như Hypertext Markup Language, đó là cái viết tắt của HTML. Những bạn thi chứng chỉ quốc tế, thậm chí ví dụ MCSD về các cái ứng dụng trên nền tảng web, công nghệ web của .NET chẳng hạn, thầy đã thi nhiều năm và cũng những câu hỏi rất đơn giản như này. Thậm chí đôi khi chúng ta sơ định cái thì ra lại quên, ví dụ như vậy. Và người ta gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, Markup Language.
Nó sử dụng các thẻ để mô tả nội dung của trang web. Chúng ta lại nhớ lại cách đây khoảng hơn 10 năm, năm 2 hay là 10, một cái trào lưu mà phát ngôn về cái việc trao đổi dữ liệu trên internet, trên môi trường web, và phát ngôn XML có thể thay thế HTML. Nhưng bản chất thì XML vẫn chỉ dừng lại ở cấu trúc dữ liệu, và dữ liệu có cấu trúc, nhưng cho đến nay thì vẫn thua dữ liệu JSON. Dùng các cái thẻ để mô tả cấu trúc dữ liệu, và vô hình dung ra là nó lại hơi bị cồng kềnh so với thế hệ tiếp theo là thế hệ JSON. Nó chỉ dùng cặp ngoặc xoắn để mô tả cấu trúc dữ liệu. Nên là gần đây, không phải gần đây mà cũng lâu rồi, khoảng từ 2014-2015, kiểu dữ liệu giao tiếp trên môi trường internet, dữ liệu JSON đã phát triển mạnh hơn so với XML. Nhưng trong chúng ta vẫn thấy rằng là những cái dữ liệu cấu trúc XML vẫn được dùng nhiều trong các ngôn ngữ phục vụ cho việc cấu hình. Ví dụ như là bạn dùng StringBoot hay là dùng StringVC, các thư viện mà cần đến các cái config, đâu đó vẫn sử dụng nhiều với cái dữ liệu dạng XML. Ở đây thầy muốn nói đến là HTML, XML hay dữ liệu JSON. Dữ liệu JSON thì bây giờ dùng nhiều hơn. Config trên Netcore hay là trên StringBoot vẫn dùng JSON là chính rồi, còn ít khi dùng đến XML rồi. Và HTML là dùng để mô tả nội dung trang web, còn XML hay JSON là mô tả cấu trúc dữ liệu của ứng dụng. Đấy, trong đó có ứng dụng web, đúng không nhỉ? Ngoài ra chúng ta có một số các ứng dụng khác, thậm chí có ứng dụng vẫn chạy trên môi trường desktop. Các ứng dụng trước đây chúng ta dùng để tương tác với các cái thiết bị khác nhau. Đấy, ta chú ý nó như vậy. Và đây là cái cấu trúc chuẩn của nó. Với HTML5 thì nó được định nghĩa khai báo với doctype HTML. Và đương nhiên hiện nay nếu bạn không có cái thành phần này ấy, thì hầu hết cũng đều chạy trên môi trường HTML5. Cách đây khoảng 5-7 năm về trước, nếu chúng ta không định nghĩa doctype thì có thể là các browser, các cái nền tảng ứng dụng web trước đây nó vẫn chạy trên HTML4, HTML3. Nhưng nếu chúng ta viết trên HTML5 thì đòi hỏi cái trình duyệt đó phải hỗ trợ HTML5. Còn hiện nay thì đây vẫn là cái cấu trúc chuẩn. Nó chia làm document tree gồm hai phần chính là head element và body element. Cái phần head element này chúng ta nhìn thấy nó giống như tiêu đề, phần tiêu đề của trang sách, đúng không nhỉ? Để nó định nghĩa mô tả những cái thứ cần thiết để dùng trong cái nội dung đó. Còn body thì body element thì chúng ta dùng là lưu trữ nội dung hiển thị của trang web. Những thứ gì chúng ta viết thì nó sẽ hiển thị ở đây, đúng không ạ? Phần đầu tiên thì chúng ta có rất nhiều thành phần khác nhau. Ở đây liệt kê ra những cái thẻ cơ bản như là tiêu đề của trang web, các cái siêu dữ liệu meta, các liên kết ngoài như là CSS hay là các cái domain, hoặc là phần này nó có thêm phần strip nữa, liên kết file JS, đúng không ạ? Các thư viện kể cả như là React.js. Tuy nhiên thì trong nhiều ứng dụng người ta có thể đặt cái strip ở phần hit hoặc không cần thiết. Ví dụ như cái tương tác của người dùng mà được sử dụng sau khi trang web được tải về thì người ta không đặt cái strip ở phần này, mà người ta đặt ở phần sau cùng. Tức là trang web được tải về rồi, người ta mới tương tác cái gì đó, thì lúc đấy nó làm tốc độ tải trang nó nhanh hơn. Nhưng có một cái chúng ta chú ý là với cái CSS thì chúng ta nên đặt ở đây, cụ thể hơn là phải đặt ở đây mới đúng chuẩn, bởi vì nó là một trình thông dịch, nó phải được thông dịch trước các cái quy tắc đó thì các cái phần tử HTML áp dụng nó mới chuẩn, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là gì, nếu như chúng ta không đặt ở phần này thì trang web vẫn chạy, nhưng chúng ta nếu như cái đường truyền hoặc là độ tải trang chậm thì chúng ta nhìn cái trang web nó bị vỡ cấu trúc. Bây giờ thì thấy nó ít hơn, nhưng bạn hình dung kể cả như VN Express, Dân Trí hay 24 giờ, trước đây chúng ta vẫn thấy rằng là nếu như mạng chậm thì khi nó load trang về ấy, chúng ta thấy nó không đúng như cái trang ban đầu, nhưng không đúng như là cái trang mà người ta thiết kế, bởi vì cái phần đấy là cái phần định dạng CSS, các quy tắc này nó chưa được tải, và đấy cũng là một phần là lập trình chưa đúng. Vì chúng ta đang viết chỗ này, chúng ta thấy cần dùng CSS, chúng ta viết tích hợp CSS vào, đúng không ạ? Mà CSS ở đây nó là một cái request, khi nó gặp cái link đấy thì bắt đầu nó mới request đến server, và server bắt đầu mới trả về.
Trong khi đó thông dịch thì nó cứ chạy tuần tự rồi, cái phần thẻ phần dưới nó đã chạy rồi, nên dẫn đến là nó, chúng ta nhìn thấy cấu trúc nó bị vỡ hoặc là chưa có định dạng. Nó chỉ xảy ra trong trường hợp là đường truyền ra thấp thôi, và đường truyền nhanh thì bạn thấy là nó cũng nhanh, đúng không nhỉ? Thực ra thì bây giờ vẫn có, chẳng hạn như là những cái mạng mà chúng ta đi thuê, chúng ta ở ngoài những cái mạng mà nó dùng tiết kiệm chẳng hạn, băng thông nó thấp thì bạn vẫn thấy tải nó vẫn chậm mà, cấu trúc nó vẫn vỡ mà. Đấy. Nhưng chúng ta vẫn ghi chú rằng là những cái liên quan đến CSS thì chúng ta nên đặt vào phần hit. Những cái định nghĩa index đánh chỉ mục cho các cái công cụ tìm kiếm, ví dụ Google, Cốc, thì chúng ta cũng đặt ở phần hit này, đúng không ạ? Chẳng hạn như Google chẳng hạn, mỗi khi mà bạn đăng ký variation trên Google, trên chỉ mục tìm kiếm của nó, thì Google nó có con bọ, nó sẽ tìm tất cả các cái trang con của ít nhất là của website của bạn và đánh chỉ mục. Và đấy là lý do tại sao khi mà tìm kiếm nó lại nhanh như vậy, đúng không? Đương nhiên là trong đó cũng có một vài các khái niệm ảo, chẳng hạn không phải mấy giây mà tìm ra mấy triệu bản ghi. Bạn đã bao giờ test cái đấy chưa? Chắc chưa đấy, đúng không nhỉ? Bạn chỉ search một cái thôi là chẳng hạn như search cái tin gì hot hoa hậu gì đấy chẳng hạn, đúng không? Vứt ra mấy triệu bản ghi, thực tế là chúng ta chỉ xem được 1-2-3 trang đầu thôi, và các trang sau bạn chưa bao giờ thích đến. Mà bạn thường thích đến thì nó không có cái gì, vẫn là con số nó không được xác thực chính thực lắm, tại chưa biết lý do vì sao. Nhưng mà có những cái kết quả tìm kiếm nhanh lắm, trong không phải mấy giây ra mấy chục triệu kết quả, và mấy chục triệu kết quả đấy thì bạn nhìn trên một trang nó phải hàng mấy chục trang, chúng ta chỉ kích đến trang thứ 5 là hết, đúng không? Đấy. Thôi kệ nó. Đấy là cái việc của mấy ông nền tảng. Tiếp theo chúng ta có một số các cái thẻ văn bản. Ở đây thầy vẫn nhắc đến là gì? Các bạn đều hoàn thành và đều làm đầy đủ rất đúng và hiển thị được. Nhưng nó nói với văn bản, đoạn văn, chúng ta học vào ngữ văn. Văn bản phải được đặt ở trong thẻ văn bản. Đúng thế không nhỉ? Bình thường thì bạn vẫn viết ra hào mùa thu lộng gió ABC. Viết như thế nó vẫn chạy, vẫn hiển thị bình thường. Nhưng về mặt cấu trúc đánh giá của một ứng dụng thì cái nội dung văn bản phải được để trong thẻ P hay gọi là paragraph. Trong P thì chúng ta chứa các cái thẻ liên quan đến ngữ nghĩa như là chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân. Đây gọi là các thẻ inline, nó không tạo thành đoạn. Trong cùng một đoạn văn thì nó có thể có nhiều các cái đoạn nhỏ, nhưng nội dung của nó là một đoạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ để xuống dòng như là BR. Như vậy chúng ta nhìn thấy là BR để chúng ta xuống dòng, có nghĩa rằng là trong cái nội dung văn bản hết cái nội dung hiển thị thì nó không tự xuống dòng, đúng không? Mà chúng ta muốn tạo thành đoạn hay là muốn xuống dòng trong đoạn thì chúng ta dùng BR, và nội dung trong đoạn văn thì chúng ta nên để vào thẻ P. Đấy. Ở đây là một cái nội dung để chúng ta nhìn thấy có cái để chúng ta nói thôi, đúng không nhỉ? Là gì? Đây là nội dung đoạn văn bản viết được đúng, tạo một đường kẻ ngang như thẻ B, thẻ I, thẻ U thì viết như thế này là chưa được chính xác theo cấu trúc định nghĩa của văn bản, mà nó phải được đặt vào trong gì? Trong thẻ P, vì nó là đoạn văn, đúng thế không? Tức là những cái nội dung này phải được đặt trong thẻ P thì nó mới đúng về cấu trúc, đúng không ạ? Đấy. Và những cái thẻ mà thầy để trên này thì hầu hết chúng ta đều được dùng trên ứng dụng web. Các thẻ tiêu đề đây với ý nghĩa demo để chúng ta thấy rằng từ H1 đến H6 với HTML5 cung cấp chúng ta 6 cái mục tiêu đề. Nó được hiển thị với kích thước font size to dần đến nhỏ dần. Thẻ H6 là nhỏ nhất. Có rất nhiều bạn thiết kế các cái sản phẩm dùng cho quảng cáo lại không đúng cái tiêu chuẩn này. Không đúng tiêu chuẩn này ở đây có nghĩa là gì? Bạn là chỉ nhận ra một điều gì mà người ta đưa ra cái thẻ tiêu đề ở đây. Đó là trong ứng dụng web của chúng ta, trên một trang web page nó có thể có từ H1 cho đến H5 chẳng hạn, hay là để H6. Nhưng cấu trúc chuẩn của nó là font size của nó phải giảm dần. Có nghĩa là H6 thì font size nó không thể lớn hơn H3 hay là hơn H1 được. Thì nó là sai cấu trúc và điểm chất lượng. Bạn đo trên các công cụ engine nó cung cấp chúng ta là điểm chất lượng giảm. Đấy. Nên là những anh mà chạy quảng cáo ấy, mà đòi hỏi thiết kế ứng dụng web để chạy quảng cáo ấy, là anh tự tính chỗ này lắm. Nhưng mà những anh dev thì thường nhiều khi
không để ý đến, không định nghĩa, để dẫn đến là cái điểm chất lượng tiêu chuẩn của ứng dụng đấy nó bị giảm đi. Đấy, thì cái tiêu chí tìm kiếm thì nó đã phải được xếp sau, cơ bản như thế. Vậy thì chỗ này chúng ta chú ý rằng là sau này chúng ta làm ứng dụng website mà chúng ta thể hiện các cái thẻ tiêu đề thì tốt nhất là nên định nghĩa trước từ H1 đến H6 tỷ lệ phông sai là phải giảm dần, đúng không nhỉ? Và cái H chỉ số to thì cái phông sai phải nhỏ hơn H có chỉ số nhỏ, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại cái phông chữ, còn mặc định bạn không làm gì thì dĩ nhiên là nó như thế này. Từ nhỏ đến lớn, nội dung ta hiển thị bằng hình ảnh, chúng ta dùng thẻ image. Thầy sẽ demo cái vấn đề này phần sau đi, ta đi qua một chút hết cái phần đầu nhé. Cái nội dung này thì bạn có thể test lại một chút để chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc, bởi vì những cái cấu trúc này là trước đây cũng khá được tiện lợi khi mà CSS3 chưa phát triển, thì cấu trúc thẻ để dành cho cái việc này là phù hợp, để chúng ta có cái một cái gọi là một khối văn bản bên trong đó được đóng khung. Còn với công nghệ CSS3 hiện nay nó làm cái này đẹp hơn so với cái anh này. Đấy, thì thầy đánh giá là những cái thứ này được ít dùng hơn. Đấy. Một số các cái thẻ khác chúng ta định nghĩa, đúng không nhỉ? Ô, bên này có gì mà vui vậy? Rồi là chúng ta có cụm từ viết tắt, thẻ gạch ngang, bayfun, center. Thẻ center như thầy nói là trên HTML5 các công cụ nó đang không còn dùng nữa, đúng không ạ? Cho các cái thẻ này. Đây là một cái ví dụ mô tả như thế này thì nó đúng đấy, đúng không nhỉ? Nó có gạch ngang một đoạn văn bản, có liên kết, đấy, có thêm các cái cụm từ viết tắt, rồi là các thành phần. Đó, ok. Thầy để mô qua một chút về cái bài thứ nhất này. Chúng ta có thầy vấn đề ở cái H cái index 1 với nội dung thẻ tiêu đề, người ta có là H1 rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta có HR tạo đường kẻ ngang, đúng chưa? Đấy, chúng ta nhìn thấy như thế này, đoạn văn chúng ta để trong thẻ P. Đấy. À, đoạn văn mẫu thường dùng bạn có thể gõ chữ lorem, enter. Đấy, mặc định thì nó không xuống dòng, chúng ta có thể dùng wrap text, chúng ta nhìn thấy nó dễ hơn. Đấy, là một đoạn văn, trên này xuất hiện đoạn văn, thầy dùng cái clip review. Đây một đoạn văn thông thường, đúng không nhỉ? Để tạo một cái đoạn văn khác, chúng ta để thẻ P, lorem, enter. Chúng ta xuống dòng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để vào đây. Bình thường là nó bên kia nó không xuống dòng đâu nhé. Kể cả bạn enter, bạn kéo ra này, thì chỗ này nó không xuống dòng đâu nhé, đúng không? Đấy, chúng ta muốn xuống dòng ở đoạn văn này, chúng ta có thể dùng cái thẻ là PR. Ta muốn xuống ở đâu ta để cái BR vào đấy. Dạ, BR gọi là break đấy, đúng không nhỉ? BR. Đấy. Thẻ BR là thẻ không có nội dung nên nó kết hợp luôn thẻ đóng, đúng không? Đấy. Tức là nó không chứa nội dung. Và cái điều này nhiều bạn cũng không quan tâm nhiều lắm, ví dụ để như này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà những bạn sau này mà học các cái phần sau ấy, ví dụ như là bạn dùng ThemeLib với SyncBoot ấy, thì thẻ này nó không đúng cấu trúc, nó không chạy được. Đấy. Nên là thông thường thì thầy viết nó vẫn là đúng theo đúng cấu trúc tiêu chuẩn. Đúng không nhỉ? BR. Chúng ta có chữ đậm chẳng hạn, ví dụ chữ lorem isum này chúng ta muốn là chữ nó đậm lên, Ctrl X cái ta cho thẻ B vào. Đấy, thẻ B, enter, ta cho nội dung thì bao trong cái nội dung đấy là chữ đậm, đúng không nhỉ? Đến cái chỗ này thì lại xuống dòng cái nữa đi, BR. Đấy. Thẻ isum này chỗ này ta dùng là chữ gạch chân chẳng hạn U, ta viết tên thẻ và tag, ta tạo ra cái thẻ đóng. Đấy. Chúng ta để thêm một cái đoạn khác ở đây nữa, P. Thì để riêng này là chữ đậm này, là B này. Chữ đậm này. Chữ đậm thì ta có thể dùng là thẻ B hoặc là một cái thẻ mới trong HTML5 là thẻ 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 strong.
trong các cái ngôn ngữ lập trình, các cái generate code của các ngôn ngữ lập trình backend thường dùng với thẻ strong nhiều hơn là thẻ B. Đấy, đây cũng là chữ đậm. Thầy cũng chưa phân biệt được là tại sao hai chữ này có vẻ là giống nhau. Đấy, chúng ta thêm một vài cái thứ nữa là chữ đậm, chữ nghiêng. Chúng ta có thẻ Y. Sau này chúng ta có thẻ Y nó còn kết hợp cùng với nhiều các cái liên kết khác như là Fanasumi để tạo ra các cái biểu tượng giống như là các chúng ta chat mình, chúng ta nhấn cái biểu tượng đấy, tại không hiểu là nó là gọi là cái gì nhỉ, ticker cái gì đấy, đúng không? Đấy, rồi là chúng ta có chữ gạch ngang. Ví dụ thầy để đây là đen, giá cũ. Đấy, đen ra lại có thể dùng gạch ngang, là chúng ta có cái thẻ gì nhỉ, trick đúng không nhỉ? Trick là tricker, thẻ trick. Đây là gạch ngang, nhất đôi là gạch ngang. Đấy, đâu thầy nhầm cái thẻ này. Chúng ta xem lại nó là tên thẻ là gì, ticker thì biết sai, đúng không nhỉ? Những cái đánh dấu này thì có thể là nó đang loại dần trong cái môi trường mới editor. Những cái thẻ đánh dấu đỏ này thì có thể tương lai là vô dần mới là nó bỏ, đúng không? Đấy, giá cũ giá mới, gạch ngang gạch chân, chứ gạch chân đâu nhỉ, B là xuống dòng U đúng không, gạch chân. Đấy, một số các thẻ cơ bản chúng ta nên đặt nó vào, viết lại một lần cho nó nhớ, sau này khi mà chúng ta soạn thảo hay có những order chỗ này nên để vào thẻ gì là hợp lý nhất, tránh trường hợp là chúng ta viết mà nó không nằm ở trong cái gì cả, đúng không? Đấy, còn cái thẻ mà gạch chân nét đôi nó cũng có cái thẻ riêng của nó. Thầy làm thêm một vài cái ví dụ ở đây nữa. Thầy để cái H2 đi, gọi là các cái thẻ chỉ số, thẻ hiển thị chỉ số. Đấy, chúng ta thấy là phông chữ này hai cái nó khác nhau một chút, cái này to hơn, cái này nhỏ hơn. Thẻ chỉ số, ví dụ chúng ta có một cái phương trình bậc 2, ta có là gì, ax xì bình phương, bình thường bạn viết nó không bình phương đúng không, chữ bình phương này sẽ được đặt ở trong gì, superscript đúng không nhỉ, super 2. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó là chữ 2 lên, gọi là superscript, cộng b nhân x xì cộng với c bằng 0, ví dụ thế. Đây gọi là a nhân x, đó là cái phương trình bậc 2. Hay là chúng ta có công thức hóa học, đúng không? Công thức hóa học, ta lấy cái chỉ số dưới ấy, chẳng hạn như là 2H2O, chúng ta muốn số 2 này xuống dưới, chúng ta có sub, gọi là subscript 2H2O cộng với O2, đúng không nhỉ? Cộng với O số 2, ta có subscript 2 bằng 2H subscript 2O. Đấy, đây là công thức, có vẻ đúng đúng không? Công thức khoa học. Đấy, một số các cái thành phần, một số các cái thẻ đã sử dụng. Alo, hai bạn online của thầy có ổn không? Loa loa. Sao thầy lại nhìn thấy? Ok. Thôi, túc tắc, phần đầu ta cứ túc tắc vậy nhỉ. Rồi.
bạn xem lại thêm một số các cái thẻ được mô tả ở trong slide. Code lấy một cái ví dụ, code theo cách là bạn có thể tự code hoặc tự copy, chạy thử một cái. Tự copy có nghĩa là bạn search cái keyword để tìm những nguồn tài nguyên nào đó mà phù hợp với mình nhất. Ví dụ như thầy dùng với cái bay HTML thì thầy dùng Web3School, đó anh ạ, một cái trang truyền thống nhiều tài nguyên. Mặc dù tiếng Anh hơi kém nhưng cố gắng đọc những trang viết bằng tiếng Anh, đọc mãi thành chữ nó cũng quen, mặc dù chả hiểu nó là gì nhưng mà nhìn thấy nó là biết, đúng không? Các trang về thuật toán, về lập trình chúng ta thấy cũng như là Geek for Geek, đúng không ạ? Những bạn có tiền và đầu tư thêm các khóa hot học online thì có thể tham khảo các cái trang như là Coursera, Mugo, có những khóa học vài ba nghìn, đúng không ạ? Nói thế thầy cũng phải học đấy, không phải riêng các bạn đâu. Công nghệ mới mà muốn nhanh thì phải học, phải tìm người học. Tuổi nó già, nghiên cứu nó cũng lâu lắm, không đơn giản đâu. Nhưng mà đúng là tiền nào phải ấy. Ví dụ như bạn học các khóa về công nghệ developer, blockchain hay là Haskell, bạn phải học trên nền tảng Cardano. Cũng có một số các cái nền tảng cho giáo dục, nhưng một số chuyên gia thì bán các khóa học đấy trên Emugo thì thấy đắt lắm, có khóa 2.000, hơn 2.000. Mà học một số buổi học trực tiếp online, một số buổi học qua video đấy. Coursera cũng nhiều bài hay, còn Udemy thì nó phổ dụng hơn, là có nhiều các cái tài nguyên như tiếng Việt chúng ta, những một số thầy thì quen biết là cũng hay tạo cái bài giảng và bán trên Udemy. Đấy. Còn lại thì cái kênh không mất phí là kênh gì? YouTube. Như thầy vẫn nói rằng là nguồn tài nguyên chúng ta rất thoải mái, rất nhiều. Nhưng cách chúng ta lựa chọn học, chúng ta phải có giao tiếp, chúng ta kết hợp, chúng ta kết nối. Kỷ nguyên số chúng ta định nghĩa đó là dữ liệu và kết nối, không phải tự nhiên định nghĩa cái cụm từ đấy đâu. Nó giống như kim chỉ nam mà mọi người, mọi xã hội, mọi người tham gia cộng đồng đều phải tuân thủ ấy mà. Được chưa? Bạn thử tranh thủ xem lại nhé. Công nghệ số trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nó không chỉ riêng Việt Nam đâu nhé, toàn cầu. Đấy. Ok, chúng ta có một vài khái niệm như vậy. Thầy làm một cái ví dụ thứ hai đi, cho nó đỡ ra nhiều cái này. Nói về các cái thẻ liên kết và index 2 đi chẳng hạn, .html, cấu trúc trang, .than, enter. Thầy nói về các cái thẻ hiển thị hình ảnh, hiển thị hình ảnh và liên kết. Thế thôi, làm chung một trang. Các cái thẻ hiển thị hình ảnh và liên kết, chúng ta cũng có cấu trúc. Bạn nhìn thấy là cách thầy đặt ở đây nó đúng là theo một cái tiêu chuẩn nhất định, là cái nội dung trên tiêu đề của trang web thường nó gắn liền với thẻ H1. Và khi bạn đọc một bài báo hay một bài viết hay một bài tin nào đó thì thường gắn với tiêu đề, và cái nội dung tiêu đề đầu tiên là H1 bao trùm cái nội dung ở đây. Trên Stack Overflow tìm thấy cũng là những cái tiêu đề H1 đầu tiên, đúng không? Đấy. Thẻ hiển thị hình ảnh và liên kết, thứ nhất là ta để đây là hiển thị hình ảnh thì chúng ta sử dụng cái thẻ IMG cơ bản như vậy. Ta dùng thẻ IMG để hiển thị hình ảnh. Và một điều chú ý, phải nhấn Ctrl P này, Show List Review, nhìn thấy bên này. Đấy, dùng thẻ IMG. Và thẻ IMG thì chúng ta chú ý đến các cái thuộc tính thường dùng. Thuộc tính, hai cái thuộc tính chính của thẻ là thường không thể thiếu được, đó là src. Thuộc tính thứ nhất là src. Chỗ này thì thầy lại phải dùng thêm cái gì nữa nhỉ?
tự nhiên lại quên với cái thẻ mà nó là thẻ khối, nó không thuộc tính repair. Thầy muốn nói đến cái repair, cái thẻ này để bạn viết như nào thì nó hiển thị như vậy, đúng không nhỉ? Đây này, tức là bình thường P thì phải xuống dòng đúng không? Thì cái repair thì phải đặt ra ngoài, cái repair thường không dùng trong P đâu, nó dùng riêng cấu trúc. Đấy. Thuộc tính SRC thì nó là một cái URL gọi là Uniform Resource Locator. Đấy. Đó, đường dẫn, đường dẫn đến file tài nguyên thì gọi là một cái URL, gọi URL, đúng không nhỉ? URL thì nó phân chia làm hai khái niệm mà để chúng ta quan tâm đến là khái niệm về tương đối, tuyệt đối và tương đối. Tuyệt đối và tương đối. Cái khái niệm tuyệt đối thì chúng ta thường dùng với liên kết ngoài, lấy hình ảnh một nguồn tài nguyên nào đấy. Còn tương đối thì nó là cái nội dung ở trong cái nội bộ website, gọi đường dẫn tương đối, đúng không nhỉ? Đấy. Ví dụ như đường dẫn tuyệt đối, chúng ta có cái đường dẫn nó một cái URL như sau, URL chẳng hạn như là https gì dép liên kết đến trang debmaster.edu.vn img image gạch chéo logo .png, thì đây là gọi là một cái đường dẫn tuyệt đối. Ví dụ đây là gọi là, thầy gọi nó là một cái ví dụ. Đấy, một cái URL thì nó có cái cấu trúc như thế này, được chưa nhỉ? Đây là cấu trúc của một cái URL, tức là nó có giao thức, đúng không? Domain server, đúng không? Và path tức là folder và file đường dẫn đến tài nguyên, có ba phần chính như thế, đúng không ạ? Còn cái đường dẫn tương đối thì nó thể hiện là tính từ thư mục gốc, tính từ thư mục chứa trang HTML. Đấy, thì chúng ta có này khái niệm là vào một thư mục ấy, thì chúng ta có cấu trúc là phải đặt là folder đi, gạch chéo, thì có nghĩa là bạn vào thư mục folder tính từ cái thư mục hiện tại, đúng không? Khái niệm thứ hai là ra ngoài một thư mục thì nó có cấu trúc là chấm chấm gạch chéo. Đấy, thì bạn nhìn thấy rằng là ví dụ bạn đang đi ở hành lang, đúng không nhỉ? Bạn muốn vào phòng P3, có nghĩa là bạn vào cái thư mục P3. Nhưng ví dụ như bạn đang đứng ở phòng 3 rồi, bạn muốn ra ngoài thì bạn chả cần quan tâm, tôi đi ra ngoài thôi. Tôi chả cần điều quan tâm là bạn ở phòng 7, tôi đang đi ra ngoài thôi. Thì nó là chấm chấm gạch chéo. Nên là có cái khái niệm là vào thư mục thì chúng ta phải biết là thư mục đấy là thư mục nào. Đấy, còn đang ở thư mục hiện tại mà chúng ta ra ngoài, chúng ta chỉ cần chấm chấm là nó ra ngoài thôi. Hai cái niệm nó khác nhau như vậy, được chưa? Nói thế thì mà một số bạn viết đến là lúc nó không hiển thị được ảnh hoặc không có liên kết, gọi là liên kết gãy ấy, thì nó chỉ sai mỗi chỗ này thôi, URL thôi. Chúng ta phải xem lại chỗ đây thôi, đúng thế không? Đấy, đây là cái thư mục này thì nó có hai khái niệm như vậy. Và cái thuộc tính thứ hai chúng ta ALT, đây là cái gọi là cái alternate text, cái nội dung thay thế khi SRC nó không tồn tại. Nhưng người ta nói rằng là trong thiết kế chuẩn SQL thì hai thuộc tính của image này phải được, phải có giá trị. Một trong hai cái mà đều không có giá trị là giá trị null chẳng hạn, thì điểm chất lượng giảm đi, đúng không nhỉ? Bạn có thể test trên cái công cụ đơn giản nhất là SQLQuery để test cái công cụ chuẩn SQL. Đấy. Đây là cái này thì người ta ghi là nội dung văn bản thể hiện thay hình ảnh, thì nó không có thì thay, còn nó có thì thôi, hiểu như thế. Thì có thì nó thay, và đó là cái alternate text, là cái tip mà bạn nhìn thấy khi mà over đến cái ảnh, đúng không? Đấy,
Như vậy đấy là cái nội dung mà chúng ta mô tả ở cái thuộc tính của thẻ InMate. Đấy, ví dụ ở đây P InMate mặc định nó là thẻ để hiển thị hình ảnh và mặc định nó là một ký tự, đúng không nhỉ? Thể hiện trên trang thì nó tương đương với một ký tự, đúng chưa? Nó giống như ký tự A, ký tự L thể hiện trên trang, nhưng cái ký tự đấy là ký tự ảnh, ta hiểu nó như vậy. Còn sau này định dạng là block hay là khối cái thứ đấy thì nó liên quan đến phần sau, phần CSS, đúng không nhỉ? Như vậy ta có này, IMG, InMate. Cái đầu tiên này thầy dùng là cái đường dẫn này, thầy nhớ là lý do bởi vì là thầy viết nhiều lần rồi. Trên này nó có cái đường dẫn này. Đấy, thầy xuống dòng nhìn cho nó dễ. Đây thầy gọi nó là Viện Dev Master Academy, Viện Công nghệ Dev Master. Viện Công nghệ Dev Master. Đấy. Ok, đây cũng là cái thẻ không chứa nội dung, nó đóng luôn. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này nó có, nhưng ví dụ như là nó sai, không thấy nhìn thấy hình ảnh, chúng ta xóa đi này, nó không tồn tại cái này, thì cái văn bản thay thế Viện Công nghệ Dev Master, đúng không? Đơn giản như vậy. Thì cái này nó gọi là đường dẫn, sử dụng đường dẫn tuyệt đối. Ta ghi đây là URL tuyệt đối. Đấy. Và sau đó thì chỗ này xuống dòng B ra. B ra, đúng không ạ? Đấy. Một khái niệm thứ hai ta dùng khái niệm về đường dẫn tương đối BR. URL tương đối. Nhìn nó rõ như vậy. Ví dụ URL tương đối này. Ví dụ như là chúng ta đang có index 1, index 2 ở đây, đúng không? Bạn đưa một cái ảnh vào đây đi. Thì làm hai phần, có thêm một cái thư mục ảnh là 1 này. InMate nhầm. Để tạo trong folder này nhé, trong lesson 01 tạo một thư mục là InMate. Đấy. Ví dụ như vậy. Và thầy đưa một cái ảnh nào đó ở đây. Lấy cái ảnh nào bây giờ, gọi là avatar đi cho nó quen thuộc, đúng không? Avatar này có vẻ không đẹp lắm. Flower đi, đúng không? Chọn hình ảnh đấy, bông hoa rồi đấy chẳng hạn. Bây giờ chắc chỉ thích hoa đồng tiền thôi vậy, thì mấy hoa này không thích lắm. Save ép một cái ảnh về dùng thử. Để lấy ảnh JPG đi. Đây toàn GIFID đây. Thôi kệ nó vậy, đúng không? InMate. Đây là IMG1. Nhớ là chúng ta lưu vào thư mục của mình nhé. Chúng ta đang test là thư mục đường dẫn, tính từ thư mục của ứng dụng website Dev 23 đây, lesson 1. Thầy cho ở ngoài trước này. Đúng không? Đấy, một cái ảnh ở bên trong CSS. Hãy đặt nó là IMG2 nhưng ở trong InMate. Đấy. Đúng không? Hai cái. Thêm một cái thứ ba nữa. Thôi không cần. Như hai cái này thôi. Tương đối ở đây có nghĩa là từ index 2 chúng ta lấy InMate IMG1 thì nó đơn giản, đúng không nhỉ? InMate src IMG1 gfit, đúng không? Alt hoa. Ok, đúng không? Chúng ta có anh này. Tương tự như thế, chúng ta sử dụng ảnh ở trong thư mục InMate trong này nhé, đúng không? Thì chúng ta có là IMG src, chúng ta vào thư mục theo cấu trúc định nghĩa trên, đến tên file, đúng không? Alt hoa 2 ví dụ thế, đúng không? Đấy,
À đây rồi, đây trên nhỉ. Đấy là cái đường dẫn để thể hiện hình ảnh. Chúng ta có đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối. Một khái niệm nữa chúng ta quan tâm đến ra ngoài một thư mục. Vậy thì bạn nên test một cái ví dụ nào ở đây. À, chúng ta đang ở trong lesson 1 đúng không? Thôi được, bạn cứ tạm gọi một cái ảnh nào đó ở ngoài lesson 1 đi. Nhưng thế thì cũng không hợp lý lắm đâu, bởi vì ra ngoài cái cấu trúc một size thì sau này thường người ta không hay dùng. Đúng không? Người ta tạo một cái page ở đây cho nó folder có tên là page ở trong lesson 1 đây này. Đấy. Thể hiện các cái trang mình thường đặt là page. Trong page này ấy, bạn ghi cho thầy một cái trang là p1.html. Đấy, người ta gọi đây là trang con. Trang con, ví dụ thế. Đúng không? Trang con. Nội dung trang con ở đây chúng ta thể hiện cho thầy hai cái việc để mô tả thêm cái đường dẫn. Được chưa nhỉ? Là hiển thị hình ảnh. Đấy, cho cái HR cho dễ nhìn. Control P, Show Live Server Preview. Đúng không? Đấy. Không có đâu, không kịp rồi. Đây sao? À, bằng phía dưới à? Thầy kiểu không cốt, không kịp. Đấy, ví dụ thầy muốn lấy cái ảnh ở ngoài đúng không? SRC. Bây giờ từ cái P này ra ngoài thì chúng ta là gì? Chấm chấm gạch chéo. Đúng không? Ta hiển thị cái ảnh này đi chẳng hạn. Đấy, ALT hoa. Ví dụ thế. Hay là chúng ta lấy từ lại thêm một cái BR đây đi. Ta có một cái image. À, ta vẫn ra ngoài một thư mục, sau đó ta lại vào một thư mục, ta lấy cái ảnh số 2. À, hoa 2, đúng không nhỉ? Hoa 2. Thì khái niệm này ta gọi đường dẫn tương đối và sử dụng cái cấu trúc. Phần front end thì thầy không mô tả thư mục gốc. Thư mục gốc nó hiển thị sau này nó phụ thuộc vào phần back end. Định nghĩa trên ngôn ngữ PHP thì trở về thư mục gốc. Nó khác, có thể là chấm gạch chéo. Trên net core chẳng hạn nó có thể là dấu ngã gạch chéo. Nó không có cái chuẩn chung. Phần ấy phụ thuộc vào máy chủ và ngôn ngữ trên máy chủ. Đúng không ạ? Nhưng mà vào thư mục ra thư mục thì nó giống nhau. Đấy. Đây là cái thể hiện hình ảnh cũng khá là dễ dàng. Và chúng ta chỉ thấy rằng là nếu chẳng may nó quên đi một dấu chấm thì chúng ta không nhìn thấy ảnh. Cứ không nhìn thấy ảnh thì bạn xem lại cái thuộc tính này. Không có gì khác cả. Đúng không nhỉ? Đấy. Ok. Có vẻ hay ho rồi đấy. Đấy. Ok nhỉ. Tương tự như vậy, bạn quay lại cho thầy index 2 mà thôi. À đúng rồi nhỉ, trong này đang thể hiện cái thể hình ảnh và liên kết. Bạn để cho thầy cái vùng H2 ở đây đi. H2 thẻ liên kết trang, đúng không? Nó gọi là các cái navigation. Bạn thử tạo cho thầy cái liên kết từ index 1 sang index 2 sang index 1, index 2 vào P1, đúng không? Từ P1 sang index 1, từ P1 sang index 2. Và cấu trúc ở đây thầy vẫn thể hiện một cái, thầy để cái prepare ở đây đi cho nó dễ này. Chúng ta sử dụng cái liên kết thì cấu trúc của nó bắt đầu bằng sử dụng là thẻ A là 1 và hai cái thuộc tính quan trọng. Thuộc tính chúng ta chú ý đến thuộc tính là hreq hyperlink, đúng không nhỉ? Đấy là 1. Cái thứ hai hreq ở đây thầy ghi luôn, nó chính là một cái URL, nhưng cái URL liên kết ở đây là liên kết trang, đúng không? Đấy. Và cái thuộc tính thứ hai chúng ta thường dùng là title. Cái title. Cái này thì nó không quy định chặt chẽ trong điểm chất lượng giống như image, nó có được có. Đấy, đầy đủ hơn là chúng ta hover đến thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tip kiểu giống như này này, follow link. Và cái title nó là như vậy. Chúng ta thực code cho thầy hai cái này xem nào.
với cái cấu trúc đã đường dẫn tương đối và tuyệt đối. Đấy. Tuyệt đối thì liên kết đến trang DebtMaster, tương đối thì liên kết đến đến index 1 hoặc là P1, đúng không? Ví dụ như thế. Tí xong đúng không? Đây xin chụp ảnh đẹp đấy nè. Ai cười thả tim hay là highlight? Mình quên mình chụp phải có cả mình chứ. Chúng không có mình ở đây nữa. Có ai không có mặt không? 25 nữa chúng ta họp lớp nhé. Ai điểm danh 25 nữa họp lớp được đấy. Nhưng mà sao mình chủ vẫn xấu hơn đội này. Chết thật. Chắc phải nhờ Duy ạ. Duy phải để mô lại cái mặt của thầy nó ngon ngon lên tí. Duy nhỉ? Kéo lại ánh sáng chỉ vào một tí ạ. Dạ. Ô anh Hiếu lại trốn à. Chủ nhân của Samsung lại trốn à.
Nhưng mà kéo mặt thầy thôi nhá. Mặt thầy hơi đen. Hai người đấy đẹp ạ. Thầy hay chụp ảnh. Đi hội nghị ở đâu cũng chụp ảnh. Lần này đi hơi ít hơn. Mà cũng hơi lười chụp ảnh quá. Không cho nha. Làm tẹo nha. Chúng ta liên kết trong trước này, à liên kết tuyệt đối trước này. Đấy. Liên kết tuyệt đối này. Ở đây thì thầy không mô tả liên kết nội nữa. Liên kết nội sau này nó ít dùng hơn, trước đây tôi dùng các ancho của thầy A rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì dùng với các tương tác nhiều hơn là dùng với các thẻ ancho. Bởi vì dùng cái thẻ ancho nó rất khó xử lý các animation. Nhưng mà nếu chúng ta dùng bằng ngôn ngữ kịch bản bằng GS kết hợp với CSS thì chúng ta nhìn thấy cái thanh nó chuộn, nó mịn màng hơn, nó scone, nó đẹp hơn. Còn ancho nó là cái thẻ link thì nó chạy vù thì nó không đẹp mắt. Thì người ta sẽ ít dùng hơn là các cái thẻ liên kết nội như thế. Liên kết tuyệt đối chúng ta có thẻ A, ví dụ liên kết đến trang DevMaster chúng ta có https devmaster.edu.vn. Đấy, ví dụ như vậy. Và thầy đặt ở đây nó là cái nội dung hiển thị tiêu đề chúng ta kích vào đó là DevMaster. Đúng không nhỉ? Ở đâu rồi? Ctrl S. Sao lại không thấy đâu? À hết rep. À đâu, thầy đang chạy ở cái trang khác nhỉ? Đây chứ. Đây đúng không? Liên kết trang. Đấy. Được chưa? Khi ta click một cái thì nó chuyển sang cái trang DevMaster. Tuy nhiên là đây preview có vẻ là không ổn. Chúng ta chạy trên Deep Server đi. Đấy. Như thầy nói đến thẻ liên kết thì chúng ta lại chú ý đến một cái phần nữa. Ví dụ liên kết ngoài thì chúng ta khi chúng ta click vào liên kết ngoài này thì nó lại chạy đúng ở trên cái trang này của mình. Thì thường thực tế người ta không làm thế. Liên kết ngoài là bạn bật thì nó phải bật trên tab mới hay cửa sổ mới, đúng không? Thì thông thường liên kết ngoài chúng ta sẽ bổ sung thêm cái thuộc tính thường dùng nữa là target, tức là đích đến, đúng không? Chúng ta mở trên blank chẳng hạn, tức là mở trên cái trang mới. Và target này, cái giá trị này ấy, nó sẽ, nó không phải là giá trị tùy chọn của chúng ta mà là giá trị được cố định, đúng chưa? Đấy, ví dụ bây giờ khi chúng ta để target blank ấy thì chúng ta mở này. Đâu trang ta đâu? Đây đúng không? Thì chúng ta mở thì trang này chúng ta vẫn còn, nhưng nó bật lên một cái trang mới, một cái tab mới. Thông thường liên kết ngoài ta dùng thêm như vậy. Và bạn tìm hiểu thêm với cái nội dung là target, gõ chữ target thôi. Chúng ta đọc trên web-school thêm. Không, target chưa đủ. Target in HTML nào, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là các cái giá trị của thuộc tính target này, những cái này nội dung cơ bản ta thường đọc ở trên này. Đấy, ta mở ta xem, đúng không? Đấy, bạn nhìn thấy là trên web-school vẫn còn những cái trang gọi là trang ISP. Rất nhiều người không biết cái nội dung đấy là gì đâu đấy. Thì ta thấy target nó có giá trị blank, open link document new, window all tab, cell parent top hay là frame. Đây là các giá trị của thuộc tính target. Ví dụ như là parent thì mở trên một cái parent frame, link document full body hay là frame name, tức là nó sẽ có một cái iframe hay là một cái frame nào đó trên trang, nó mở ra ở đấy. Cái này thì khuyến cáo là ít dùng cái thẻ frame trên trang. Thông thường thì bạn chỉ dùng iframe cho các cái liên kết, các cái nhúng. Ví dụ như là liên kết ngoài đây có bản đồ này, hay là có page này, thì ta thường dùng cái iframe. Đấy.
Ok, như vậy. Và ở đâu nhỉ, chúng ta đang nói đến liên kết, nên đây là liên kết tuyệt đối thì ta thường dùng như vậy. Còn trong kia nội, trong liên kết nội thì ta ít dùng liên kết tuyệt đối. Ta dùng cái thứ hai là liên kết tương đối. Liên kết tương đối thì chúng ta vẫn tuân thủ cái URL giống như trên index thôi. Ví dụ ta có thẻ A liên kết đến index 1, đúng không nhỉ? Index 1. Đấy. Như này đúng không? Ta có liên kết index 1. Bạn mở thì nó sẽ sang index 1 như này thôi. Thì đây trong cùng một thư mục, chúng ta chú ý nhé. Index 2, index 1 nó trong cùng thư mục thì nó như thế này. Được chưa? Hay là chúng ta có liên kết đến vẫn là thẻ A nhưng bạn liên kết đến P1 thì chúng ta phải vào thư mục gì? P rồi đến P P1. Đây là P1 đi chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là Solid Server P1 đúng không? Thì từ đây vào trong P1 chúng ta phải đi vào một thư mục rồi mới đến trang. Đấy, liên kết đó là như vậy. Chuyển sang P1. Tương tự như vậy, từ cái P1 mà chúng ta sang index 1, index 2 thì ta ra ngoài một thư mục. Như vậy ra ngoài nhiều thư mục thì sao? Thì cứ chấm chấm gạch chéo, chấm chấm gạch chéo. Còn sau này ở cái xử lý trên máy chủ, trên server ấy, thì tùy theo ngôn ngữ chúng ta trở về thư mục gốc, chúng ta có thể dấu chấm gạch chéo hoặc dấu ngã gạch chéo. Ví dụ net core hay là trên dòng net thì thường là dấu ngã. Anh nhớ trên PHP thì thường là chấm gạch chéo trên server Apache chạy ngôn ngữ PHP. Đấy. Ta vào P1 ta thay đổi lại một chút, ví dụ như là ở đây là P về trang index 1 chẳng hạn thì ta có là chấm chấm gạch chéo index 1 như này đúng không? Đấy. Index 1. Thì trở về trang index 1. Thì chúng ta từ đây ra ngoài thì chấm chấm. Đấy. Còn từ đây mà lấy ảnh ở đây thì nó giống trên anh này thôi. Được chưa? Chú ý cái chấm chấm này thôi. Ok. Đúng không ạ? Đó là cái nội dung mà chúng ta thể hiện ở cái phần đầu của slide 1. Đấy, chúng ta chúng ta chắc là như vậy thôi nhỉ. Một vài các khái niệm nữa, các thẻ này thì thầy mô tả ở buổi sau đi nhé. Thầy sẽ các bạn cứ demo và chạy trước cái slide 1 và lắp gai 1. Lắp gai 1 chúng ta làm lại cái việc đó đúng không ạ? Lắp gai 01 đúng không? Thì buổi sau thầy sẽ tiếp tục. Ồ, câu cũng hay. Bạn phải làm những điều mà bạn nghĩ không thể làm. Nghĩ là mới làm, không nghĩ mà làm sao được, đúng không? Trên này thì cái phần là slide text các bạn có tham khảo hoặc là bỏ qua cũng được. Nhìn lại cái cấu trúc của trang, sử dụng các cái thẻ, nội dung thì bạn có thể tùy chọn. Nhưng cố gắng để ý để chúng ta trình bày đầy đủ chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chữ nhỏ, small, chữ nghiêng. Chúng ta tạo ra các thẻ H1, H2, đúng không? Cái phần này thì là phần hướng dẫn thực hành trên slide text. Hiện tại thì đang demo trên Visual Code. Các thẻ tiêu đề chạy qua một lần, các thẻ danh sách, đúng không ạ? Đặc biệt là cái phần này, nội dung có kết hợp hiển thị hình ảnh, có liên kết, được chưa nhỉ? Đó. Một vài cái ví dụ. Ví dụ ở đây thì chúng ta lại thấy là nó có thêm một vài khái niệm nữa, phông chữ to lên, chữ trên, chữ dưới, có thêm tô nền. Như vậy thì mỗi cái bài thực hành nó sẽ thường có một vài cái khái niệm để chúng ta chú ý, chúng ta đọc và chúng ta học. Một là cái kiến thức hiện tại, hai là kiến thức của bài trước, ba là kiến thức của những bài học tiếp theo. Ví dụ như phần CSS chúng ta chưa học nhưng ta bổ sung. Tức là một cái bài lát đưa ra thường nó sẽ có ba phần chính. Cái phần trọng tâm là phần bài học hiện tại, trên đó nó có sử dụng lại kiến thức cũ và có thêm một vài phần ở đằng sau nữa là kiến thức mới để chúng ta đọc thêm trên slide, đọc trên Webpack School, để chúng ta
khi mà chúng ta học cái nội dung đó, chúng ta tiếp cận nó nhanh hơn. Nó giống như việc thầy vẫn nói là các bạn nên đọc trước slide để chúng ta học và chúng ta code. Nói như vậy thực ra thầy dạy hơn 20 năm về web, về HTML, nhưng kiểu gì lại phải đọc vài phút trước khi dạy, đúng không ạ? Còn những cái công nghệ mới như library hay framework ấy, thầy cũng phải dành một khoảng thời gian để đọc lại trước khi dạy. Đặc biệt bây giờ Net Framework, trước đây mà dùng Net Framework ấy thì nó đơn giản, nhưng bây giờ dùng Net Core ấy, bạn demo trên các version khác nhau mà không chạy test là vỡ mặt. Hoặc như bạn học Java ấy, chạy trên version mà không đồng bộ, không đồng nhất ấy, sửa lỗi cũng vỡ mặt. Lý do chúng ta vẫn phải xem, thầy vẫn phải xem lại. Và bài học chúng ta tốt nhất thì bạn vẫn nên xem lại bài cũ, xem lại, xem bài mới, xem đấy học cái gì, tập trung ở đây trước, đúng không? Quay lại nữa, một vài cái thứ các bạn đang học đại học, học để lấy học bổng thì nó khó, nhưng mà học qua môn cực kỳ dễ. Thế thầy dạy cái gì nuốt hết được, thỉnh thoảng trao đổi với thầy một tí, bởi vì thầy trọng tâm đến cái gì thì sau này thời gian để khi trọng tâm cái đó, thế thôi. Và đương nhiên là thầy thì giáo dạy trên lớp thì cũng chỉ muốn nói học sinh nghe là được rồi. Mình cần bài môn học nó cần đặt trọng tâm là cái gì thì phải nói sâu hơn về cái đấy, học sinh tập trung học sâu hơn một tí nữa thì thi qua thôi, đúng không? Còn ông nào mà học thi lấy học bổng thì phải cày nhiều chứ, phải học nhiều hơn người khác, quy luật là thế. Thầy đi dạy ở các trường hay dạy nhiều nơi vẫn thế, bạn nào cứ lắng nghe đầy đủ thì nguyên tắc của thầy ra để thi không bao giờ ra những thứ không dạy, dạy cái gì ra cái đấy, đúng không? Chứ còn dạy một đằng ra một nẻo chết, kiến thức mình bồng ai sao học ai biết hết rồi, đúng thế không? Mà thực tế thì ai thì chắc cái nội dung bài học các thứ ở các cái giảng đường đại học cao đẳng, thầy vẫn nói các bạn tập trung học để học để qua môn nó dễ lắm. Nhưng mà học để lấy học bổng thì học bổng lấy theo tỷ lệ, ông nào hơn thì phải hơn chứ. Còn lại thì ví dụ như các bạn mà không tập trung để lấy học bổng thì các bạn là tập trung vào kỹ năng. Kỹ năng là tôi học rất nhiều thứ, tôi chọn kỹ năng này để tôi làm việc. Tôi mục tiêu tôi học xong tôi ra tôi làm vị trí này. Ở doanh nghiệp thì tôi sẽ đầu tư cái việc đấy nhiều hơn, thì tôi không cần cái học bổng, đúng không? Cái cơ bản là như vậy. Nên thầy vẫn muốn các bạn là mỗi bài học đọc trước một tí, ít nhất là đọc qua một lần. Đọc nhanh thì 5 phút, mà đọc chậm thì 10 phút đấy thôi. Xem lại bài. Và những cái bài thực hành ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái bài bao giờ có thêm một kiến thức liên quan đến phần sau. Đọc slide sau hoặc nghiên cứu các keyword tiếp.